Chúc sớm không? Dạ. Thật ra thì không có gì chúc, tại vì chị rất là chỉnh chu rồi, ra là chỉ mong là khán giả đón nhận. Bây giờ chỉ cần điều đó thôi. Dạ. Bye bye. Chị Minh á, là ngày đó mới chúc chứ bây giờ chúc hơi sớm không? Dạ. Thật ra thì không có gì chúc, tại vì chị mong là khán giả đón nhận. Bây giờ chỉ cần điều đó thôi. Dạ. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.